điện ảnh là một bộ môn mang đầy tính biểu tượng nhà làm phim không thường trực tiếp tuyên bố ê bộ phim của ta mang ý nghĩa như thế này hay là ê chi tiết đó mang tác dụng như thế kia ngược lại họ thường gián tiếp nói lên những suy nghĩ của mình thông qua nhiều công cụ khác nhau các bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao những chi tiết như màu đỏ trong house of games quả cam trong the godfather hay con dao trong the shining được lặp đi lặp lại trong suốt chiều dài của bộ phim và liệu rằng sự lặp đi lặp lại đó mang đến điều gì cho câu chuyện bạn đã bao giờ tò mò về ý nghĩa của chúng hay chưa trong video ngày hôm nay, hãy cùng jesine tìm hiểu về Motif, một công cụ đắc lực để các nhà làm phim có thể truyền tải những gì họ mong muốn một cách tinh tế nhất. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu Motif trong điện ảnh là gì. Nhà phê bình điện ảnh David Bowell định nghĩa Motif là một yếu tố được lặp đi lặp lại nhằm đóng góp vào chủ đề và câu chuyện của bộ phim. Motif gần như có thể là bất cứ thứ gì, nó có thể là một đồ vật như quả bóng bay màu đỏ trong ít, một màu sắc như trong House of Games, một âm thanh như trong The Atonement, một yếu tố cốt truyện như trong One Day. Hay thậm chí là một hành động như trong Dead Society. Có những motif mà khán giả có thể dễ dàng nhận thấy khi xem phim như quả bóng bay màu đỏ trong ít. Ngược lại, có những motif dường như lại chìm vào câu chuyện và khán giả chỉ có thể phát hiện khi thực sự tình ý như dấu ích trong The Depart. Thường thì nhà làm phim không lặp lại bất kỳ một yếu tố để cho vui. Họ làm vậy với một mục đích nào đó. Như đã đề cập ở trên, thì thông qua sự lặp lại, motif sẽ đóng góp vào chủ đề và câu chuyện của bộ phim. Để biết nó đóng góp như thế nào, thì hãy cùng đến với một vài ví dụ. Lưu ý, toàn bộ phần dưới đây sẽ tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng trong những bộ phim như Inception, no Way Confidential, The Godfather, The Machinist, IT, One Day Hi-Plex One, nên là... Đầu tiên là trong siêu phẩm khoa học viễn tưởng Inception với mô Totem. Đây là công cụ được các nhân vật trong phim sử dụng để phân biệt được thực tại và giấc mơ. Như với Dom Cobb là con quay, với Arthur là con xúc xắc, hai vợ ims là con chip poker sự xuất hiện dài rác của totem trong suốt chiều dài của inception gợi nhắc cho người xem về một trong những chủ đề chính của bộ phim đó là hiện thực và mộng tưởng inception kết thúc khi con quay của dom vẫn đang quay điều này làm cho họ không khỏi suy nghĩ dòng rốt cuộc thì dom đã trở về với hiện thực hay chưa Hay anh vẫn đang kẹt trong bốn tầng của giấc mơ bọn mình thì nghĩ điều này cũng không còn quá quan trọng bởi dom đã ở bên điều mà anh coi trọng hơn tất thảy đó là gia đình nếu như Totem trong Inception là công cụ để nhà làm phim gợi nhắc khán giả về chủ đề của bộ phim, thì câu thoại nổi tiếng Rolo Tomasi trong LA Confidential lại được họ lựa chọn để dẫn dắt và gián tiếp thông báo người xem kẻ thù ác đã đứng sau tất cả mọi sự suy đổi tại Los Angeles. Nếu như nhà làm phim không sử dụng câu thoại Rolo Tomasi mà lựa chọn thông báo kẻ thù ác qua một cách khác, thì khả năng là sự căng thẳng cũng như bất ngờ của phân cảnh quan trọng nhất của bộ phim sẽ bị giảm đi ít nhiều. Nhà làm phim có thể tùy biến thêm thắt hoặc thậm chí là đảo ngược công dụng hay ý nghĩa của yếu tố được chọn làm motif nhằm tạo ra sự mới lạ cho người xem. lấy ví dụ trong tác phẩm The Godfather, không phải The Godfather này, với motif quả cam, thứ đã báo trước cho cái chết không ít nhân vật trong phim. Rõ ràng, theo tìm hiểu của bọn mình, thì quả cam hay màu cam ban đầu vốn không liên quan gì đến cái chết cả, thậm chí nó còn đại diện cho sự ấm áp hay năng lượng tích cực. Thế nhưng đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola lại biến quả cam như là một sứ giả của thần chết. Điều này cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà làm phim sau này, khi họ cũng sử dụng quả cam để báo trước điều chẳng lành trong các tác phẩm. Ngược lại, cũng có không ít đạo diễn giữ nguyên công dụng hoặc ý nghĩa của yếu tố được chọn làm motif, ví dụ như trong The Machinist, motif thuốc tẩy được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhằm nhấn mạnh sự mặc cảm tội lỗi của nhân vật chính Trevor Resnick và mong muốn rửa sạch đi hết những thảm cốc mà anh ta gây ra. Đến đây, nhiều người chắc hẳn sẽ thắc mắc rằng, motif khác gì với symbol hay biểu tượng trong điện ảnh? Hiểu một cách đơn giản, Motif là một yếu tố được lặp đi lặp lại và có vai trò đóng góp, nhấn mạnh là đóng góp vào chủ đề và câu chuyện. Ngược lại, biểu tượng lại đại diện cho chủ đề và truyền tải đi thông điệp của bộ phim. Một motif hiệu quả sẽ giúp cho người xem nắm bắt câu chuyện, còn một biểu tượng hiệu quả sẽ cho họ biết câu chuyện nói về cái gì. Tuy vậy, ranh giới của hai công cụ này là tương đối mờ nhạt và thường xuyên có sự chống chéo. Nếu như có cơ hội, chắc chắn là Gen Cine sẽ làm một video bàn luận về symbol cũng như đi sâu vào sự giống và khác nhau giữa nó so với motif. Các bạn hãy đón chờ những nội dung tiếp theo của chúng mình nhé. Ở phần chuyên năng, bọn mình đang đặt góc nhìn từ phía nhà làm phim. Giờ thì từ đặt góc nhìn từ phía khán giả xem liệu Motif sẽ mang đến điều gì cho họ. Đầu tiên, vì được lặp lại một cách có chủ đích, thế nên Motif sẽ đóng vai trò như một mỏ nèo tạo dựng và duy trì sự chú ý cho người xem, cũng như báo trước cho họ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong phim. Ví dụ như quả bóng bay màu đỏ xuất hiện dài rác trong ít khi nó cảnh báo cho nhóm Losers sự hiện diện của chú hề ma quái Pennywise. Nhưng như thế thôi là chưa đủ. Motif còn có thể dẫn dắt người xem đi qua suốt chiều dài của tác phẩm và cho họ thấy hành trình thay đổi hoặc phát triển của câu chuyện cũng như nhân vật. Điều này có thể được nhận thấy rõ ràng trong oan đây. Khi ngày lễ thánh Sweeting 15 tháng 7 trở thành một dịp đặc biệt để cặp đôi Dexter và Emma có thể gặp và kể nhau nghe những buồn vui mà cuộc sống mang lại. Cuối cùng ở cấp độ cao nhất, motif lúc này đã trở thành symbol sẽ trực tiếp truyền tải thông điệp của bộ phim. lấy ví dụ trong Black Swan, bộ phim với chủ đề xoay quanh hai thái cực sáng tối trong mỗi con người. gương trong Black Swan là motif vì đơn giản là nó xuất hiện không chỉ một lần, đóng góp cho sự lột xác của nhân vật chính Nina Sayers, mà còn trực tiếp truyền tải thông điệp rằng ở sâu trong mỗi con người đều có một bản thể đối lập đang bị kiềm nén, và đôi khi, việc giải phóng nó sẽ là cách mà chúng ta tìm thấy sự hoàn hảo. <laughs> khi đã nắm được tất cả những bí mật về Motif, thì trong những lần xem tới, điều các bạn cần làm là chú ý vào những yếu tố được lặp đi lặp lại trong suốt bộ phim, vì nhiều khả năng là nó sẽ cho các bạn biết một điều gì đó rất thú vị đấy. Nên nhớ, motif tồn tại ở rất nhiều hình thức. Thế nên, nên đừng chỉ chú ý vào phần nhìn mà hãy xăm soi cả những yếu tố vô hình như âm thanh hay cốt truyện nữa. Khi đã xác định được motif, các bạn hoàn toàn có thể tạm dừng bộ phim và thử dự đoán nó mang đến điều gì cho tổng thể câu chuyện. Nếu như lo lắng về việc tập trung vào một công cụ như motif có thể khiến cho bạn khó theo dõi diễn biến hơn, thì cứ xem một bộ phim một cách thoải mái ở lần xem đầu và chú ý vào bất cứ thứ gì được lặp lại mà các bạn chưa kịp phát hiện trong những lần xem sau. Sau cùng, Motive cũng chỉ là một trong số vô vàn yếu tố mà nhà làm phim sử dụng để tạo nên tính liền mạch cũng như sự hấp dẫn cho đứa con tinh thần của mình. Một motif hay, chưa chắc đã làm nên một bộ phim hay. Thế nhưng một bộ phim hay thường sẽ sở hữu ít nhất một motif đáng nhớ và việc xác định được vai trò và công dụng của nó sẽ giúp trải nghiệm điện ảnh của các bạn thú vị và trọn vẹn hơn. Video thứ hai của Jack cine đến đây là kết thúc. Bạn muốn chúng mình làm về những nội dung gì trong những video tiếp theo? Hãy để lại gợi ý ở bên dưới phần bình luận nhé. Và nên nhớ, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. I'll be back.